Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi N3 tháng 7 năm 2023, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1, môn đai cách đọc của chữ Hán. Câu 1 này. Mainichi nanani shita no de yoku dekiru yo ni natta. Cái từ được gạch chân ở đây của chúng ta là chữ gì nhỉ? Là chữ phục và chữ tập, đúng không? Vậy thì chữ phục và chữ tập sẽ được đọc là fukushu. Đây là một từ rất là quen thuộc với các bạn rồi. Các bạn sẽ lựa chọn phương án đúng là phương án số 3 nha. Từ fukushu này có nghĩa là gì các bạn? Fukushu này có nghĩa là luyện tập, ôn tập, đúng nhỉ? Bởi vì là tôi ôn tập hàng ngày cho nên là tôi đã có thể làm tốt được. Các phương án còn lại chúng ta có phương án số 1 này, đọc là fushu ấy. Nó sẽ là một từ mà chúng ta học ở cấp cao hơn. Nó là chữ phong và chữ tập. Từ này có nghĩa là phong tục. Từ số 2, Denshu cũng là một từ quen thuộc của N3. Đó là luyện tập. Reshu thì ít, có cái từ mà chúng ta thường biết. Câu số 2. Nanani no radio ga hoshii desu. Cái từ được gạch chân ở đây gồm có chữ tiểu và đằng sau là chữ hình. Cái khó đây ấy, đó là chữ tiểu nó sẽ có cách đọc là ko và sho. Chữ hình cũng có cách đọc là kata và gata. Ví dụ các bạn có chữ hình ở trong cái từ gì nhỉ? Trong cái từ đây, katagami này. Katagami nó là cái giấy mà đã được định hình ấy, tạo hình thành một cái hình dạng nhất định, cố định ấy thì người đọc là kata nhá. Còn trong nhiều trường hợp khác khi nó mang nghĩa là kiểu thì nó sẽ được đọc thành gata. Ví dụ chúng ta có từ kamigata. Đây, kamigata nó sẽ là kiểu tóc. Hay là trong từ gì nhỉ? Hay là trong từ ketsuikigata. Đây cũng là một từ mà đã từng được hỏi ở trong thi JLPT rồi. Ketsuikigata là kiểu máu, nhóm máu. Thì trong trường này chúng ta thấy rõ ràng là cái chữ hình ấy nó theo cái cấu trúc là ở đằng sau một từ, vậy khả năng cao nó đọc là gata. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn hai hoặc ba. Chữ tiểu khi ghép âm thì nó sẽ đọc thành sho. Ví dụ chúng ta có trong từ shogaku là tiểu học. Hay là trong từ shosetsu là tiểu thuyết. Còn trong trường hợp diễn tả gì nhỉ? Cái gì đó là nhỏ, là bé thì được đọc thành cô nhá. Đấy. Ví dụ chúng ta có từ kozara chẳng hạn. Kozara là cái đĩa nhỏ chẳng hạn. Đó, được đọc thành cô. Vậy thì cái câu số 2 này chúng ta phải lựa chọn phương án số 3. Kogata có nghĩa là cái cỡ nhỏ, kích cỡ nhỏ, kiểu nhỏ. Các bạn lựa chọn 3. Đối lập với cái chữ Kogata này sẽ là cỡ lớn, và cỡ lớn đọc là Ogata. Ogata. Hãy đánh ra luôn đây này. Có thể người ta sẽ hỏi lại các bạn cái từ này đấy. Các bạn sẽ không đọc là Daikata hay là Daigata gì đâu. Đọc là Ogata nhá. Câu số 3 này. Điều mô nai no ni hito nanani wa ikenai. Là chúng ta có chữ Hán được gạch chân đây là chữ nghi trong từ nghi ngờ ở tiếng Việt mình, nghi vấn. Vậy thì chữ nghi này sẽ được đọc là utagau. Chúng ta chọn đáp án số 4. Utagatte có nghĩa là nghi ngờ. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Không có lý do gì thì sẽ không được nghi ngờ người khác. Các phương án còn lại chúng ta có một này, đọc là kirate. Kirate. Động từ gốc là kirau, chữ hiềm có nghĩa là ghét. Từ số 3 là kowagate là chữ bố có nghĩa là sợ, động từ gốc kowagaru. Số 3. Shikatte động từ gốc là shikaru có nghĩa là mắng. Đúng đây phải là số 4. Chúng ta có chữ nghi này sẽ có âm khương là utaga trong từ utagau.
Còn âm onyomi đọc là ghi. Ví dụ các bạn có trong từ ghi mom là nghi vấn. Có thể người ta sẽ hỏi các bạn cách đọc của từ này đấy. Câu số 4 này. Koko kara saki wa michi ga nanani natte iru. Từ chỗ này ấy, đấy, thì phía trước con đường nó sẽ trở nên làm sao đấy. Kháng tự đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ tế. Thì chúng ta biết rồi, chữ tế nó sẽ có cách đọc là gì đây? Nó sẽ có cách đọc là koma, trong từ komakai. Komakai có nghĩa là nhỏ, lẻ, chi tiết. Và nó đọc là hoso, trong từ hosoi, có nghĩa là mảnh, thon. Vậy thì ở đây nó sẽ được đọc là hosoku. Chúng ta lựa chọn phương án số 4 nhé. Hosoku đây có nghĩa là nó hẹp lại. Ban đầu nó rất là rộng nhưng mà ở phía trước ấy, con đường nó nhỏ lại, nó hẹp lại thì dùng cái từ này. Các bạn lưu ý cách đọc. Số 1 này, hiroku. Hiroku phải là chữ quảng, có nghĩa là rộng. Số 3, số 2, futoku. Futoku là chữ thái, là mập, béo. Số 3, semaku là chữ hiệp, có nghĩa là hẹp. Tiếp theo câu số 5 này. Kawaii-san wa ashita nanani suru so desu. Chúng ta thấy là chữ người ta gạch chân là chữ thoái và chữ viện, đúng không? Chữ thoái và chữ viện. Vậy thì thoái phải đọc là tai. Như vậy chúng ta lựa chọn phương án đúng là phương án số 1 nhá. Tai in có nghĩa là ra viện. Nghe nói thì ngày mai anh hay là chị Kawaii sẽ được ra viện. Đấy. Chữ thoái các bạn rất là quen thuộc trong các từ như là từ tai số cự chẳng hạn. Tai số cự có nghĩa là nghỉ việc này, nghỉ hưu này, hay là trong từ tai gakự là nghỉ học, bỏ học. Nhưng mà cái khó của chữ thoái đấy là âm cư nhomi nhá. Âm cư của nó thì chắc là N3 chưa được hỏi đến đâu. Nhưng mà thôi cứ nói cho các bạn để các bạn học trước. Âm cư của nó là shirizo. Trong động từ shirizoku. Shirizoku có nghĩa là rút lui, thoái lui khỏi một cái vị trí, một cái địa vị nào đó thì dùng. Các phương án còn lại này chúng ta thấy có chữ số 4 này, từ này có tồn tại. Dan in, Hán tự là đoàn và viên, có nghĩa là thành viên trong một tập thể, trong một nhóm. Câu số 6. Party ni wa nanani de sanka shimasu. Chúng ta thấy từ người ta gạch chân là chữ gì nhỉ? Người ta gạch chân là chữ phu và chữ phụ đúng không? Có nghĩa là vợ chồng. Bữa tiệc này thì vợ chồng cùng nhau tham gia. Nhưng vấn đề nó là cái nào trong đây? Đấy, cái đó là cái khó. Thì thật ra cái này chúng ta buộc phải nhớ thôi. Trong trường hợp chữ ghép là chữ phu và chữ phụ thì chúng ta đọc là gì nhỉ? Phu. Chúng ta lựa chọn phương án số 2 là vợ chồng nhá. Đấy. Chữ chữ phu này này các bạn này, chữ này có khá là nhiều cách đọc đấy. Chữ này âm cư nhomi là oto. Oto có nghĩa là chồng. Ví dụ oto sang chẳng hạn. Âm onyomi khi ghép ấy nó có thể đọc là phư. Chẳng hạn như là trong trường hợp này đúng nhỉ? Phư là vợ chồng, hay là trong từ cư phư chẳng hạn. Công phu, cái chữ công phu này có thể người ta cũng sẽ hỏi các bạn trong cách đọc ở phần Hán tự N3, bởi vì các bạn sẽ dễ nhầm thành đọc thành chữ công thành cô. Đây là cừ phư này. Nhưng mà trong một số trường hợp khác, ví dụ trong chúng ta có trong từ job là bền chắc thì nó đọc thành bư. Đó các bạn lưu ý. Tiếp theo chúng ta có câu số 7. Nani nani no aida ni đây cả kita yoda. Có vẻ như là một ai đó đã đến trong lúc chữ Hán được gạch chân lên là chữ lưu và chữ thủ. Các bạn nếu mà theo quy tắc bình thường ấy, các bạn nhớ là chữ lưu các bạn hay đọc là gì nhỉ? Các bạn hay đọc là ryu.
Chẳng hạn là trong từ ryugaku là du học. Đấy, còn chữ thủ các bạn đọc là siêu đúng không? Hoặc các bạn lấy nó đồng âm với chữ thủ nghĩa là tay đọc thành siêu, hoặc các bạn lấy trong từ vựng, các bạn lấy trong từ hô siêu chẳng hạn, bảo thủ. Và các bạn ghép với nhau các bạn sẽ đọc là diu siêu, các bạn chọn 4. Như vậy là các bạn đã sai nhá. Cái từ này ấy, nó sẽ đọc đặc biệt, nó không đọc thành kiểu ghép như này nữa, nó đọc là rư sự. Đúng là số 2. Đọc đặc biệt nhưng mà thật ra cái từ rư sự này chúng ta rất là quen rồi, các bạn được đọc rất là nhiều ở trong phần từ vựng cũng như đọc hiểu N3 nên là chắc các bạn sẽ làm được đúng câu này thôi. Tiếp theo câu số 8. これはとても難易な花瓶だそうです。Cả Hán tự người ta gạch là chữ cao và chữ giá. Đây nghe nói là một cái lọ hoa, một cái bình hoa rất là cao giá, rất là đắt tiền. Vậy chữ cao đọc là gì mọi người? Chữ cao đọc là cô. Vậy thì chúng ta loại được hai với lại bốn đúng nhỉ? Đấy, chúng ta lấy trong từ cô chẳng hạn. Cô là cao hiệu, có nghĩa là trường cấp 3. Chữ giá thì sao? Chữ giá các bạn sẽ đọc là ca hay là ga? Chữ giá chắc chắn phải là ca rồi. Chúng ta có trong từ gì nhỉ? Trong từ ca chi chẳng hạn này. Giá trị này. Đấy, hay trong từ ca ca cự. Giá cách này, giá cả, mực ca, vân vân. Vật giá, chúng ta phải đọc là ca nhé. Như vậy chúng ta lựa chọn phương án đúng là phương án số 1 đúng không? Cô cờ. Phương án số 2, gô cờ ở đây. Nó là chữ hào và chữ hoa, có nghĩa là xa xỉ, đắt đỏ. Chúng ta sang môn đai số 2, đó là môn đai xem cách viết Hán tự nào đúng với từ cho trước. Câu 9 này. Kadewa tanki da. Tanki ở đây chúng ta sẽ cần chữ gì? Chúng ta sẽ cần chữ đoản và chữ khí. Số 1 là chữ nam và chữ khí, không phải. Số 2 là chữ đơn và chữ khí. Đơn mặc dù đọc là tang, khí đọc là ki nhưng mà ghép với nhau nó không tạo ra từ có nghĩa. Câu số 3 là đoản và khí, đúng rồi. Chúng ta lựa chọn 3 nhé, sam bằng. Đoản khí có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là nóng vội, hấp tấp. Đấy. Số 4 này, chữ đoạn là chữ khí, không phải. Chữ đoản này sẽ có âm kunyomi là Mizika, trong từ Mizikai có nghĩa là ngắn. Các bạn lưu ý có thể người ta sẽ hỏi các bạn đấy cái phần âm kunyomi. Câu số 10. Ueda-san wa skoshi shinpai shiteru yoda. Hình như là anh chị Ueda ấy đang hơi shinpai, chúng ta nghe chúng ta biết ngay là lo lắng đúng không? Vậy thì lo lắng chúng ta sẽ dùng chữ gì? Số 1 là chữ tâm và chữ túy. Túy là say rượu này, không phải. Số 2 là tâm và phối, đúng rồi. Đúng là nhi bằng. Số 3 là chữ gì đây nhỉ? Là chữ tín và chữ phối, không phải. Số 4 là tín và túy, không đúng nhá. Đúng với đây phải là số 2. Senpai là lo lắng. Chúng ta có chữ phối này này, là một chữ Hán quen thuộc và quan trọng của N3. Nó sẽ có âm kunyomi đọc là kuba. Ví dụ trong từ kubaru. Kubaru có nghĩa là phân phát. Đấy, phát cho. Còn âm ghép của nó ấy, sẽ đọc là hai. Ví dụ trong từ si-hai, chi phối chẳng hạn. Trong trường hợp này các bạn biết có biết tại sao nó đọc thành pai không? Bởi vì đằng trước là âm ưng. Khi đằng trước là âm ưng mà đằng sau là thuộc hàng hắt ấy, thì khả năng rất cao nó sẽ biến âm hoặc là thành B hoặc là thành P, và đây nó biến thành P thành pi. Đấy là lý do nha. Câu số 11. Tsugi wa kore wo yaite kudasai. Tiếp theo ấy thì hãy nướng đúng nhỉ? Động từ gốc là yaku. Chia thể t thành yaite, vậy thì động từ yaku có nghĩa là nướng hoặc là áp chảo. Hãy nướng hoặc là áp chảo cái này. Đây có thể là một cái món ăn, một cái đồ ăn gì đó. Chúng ta thấy là các Hán tự nó đều có bộ hỏa ở phía trước. Vậy thì từ nào là chính xác nhỉ? Chúng ta có câu số 1, đây là chữ thiêu. Đúng rồi. Từ này có nghĩa là nướng hoặc là áp chảo nhá. Là chính xác này.
Câu số 2 này. Đây là chữ nhiên. Cái chữ này ấy, nó sẽ đọc là Moeru. Nếu mà thể T sẽ phải đọc thành Moete cơ. Nên là sai. Số 3, chúng ta có chữ Hán này là chữ yên, có nghĩa là khói. Nó sẽ đọc là gì nhỉ? Nếu là dạng động từ ấy, nó sẽ là kế mư rự, có nghĩa là bốc khói. Thì thể T nó phải là kế mứt T. Số 4 này, đây là chữ suy, có nghĩa là nấu cơm. Đấy, chúng ta có trong từ gì nhỉ? Nó đọc là ta cự. Ta cự. Thể T phải là tai T. Và nó chính là cái từ trong từ nồi cơm điện đấy. Sư hăng kỳ. Sư hăng kỳ nhá, có nghĩa là cái nồi cơm điện. Nhưng mà cái kanji này thì là kanji của N1. Mới học kỹ nó. Câu số 12. Ashita kanarazu kite kudasai. Ngày mai ấy, thì kanarazu chúng ta biết là nó mang nghĩa là nhất định, chắc chắn rồi. Ngày mai chắc chắn là hãy đến nhé. Vậy thì nó sẽ là chữ nào? Số 1 đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ xác. Chữ xác này nếu mà âm kunyomi nó phải là gì? Nó phải là tashikameru. Tashikameru. Chứ nó không đọc là kanarazu. Nó không tạo ra dạng phó từ như thế. Đấy, cái phó từ của nó sẽ là dạng tashikani. Số 2 là chữ gì nhỉ? Là chữ yếu. Chữ này nếu mà dạng động từ nó phải đọc là gì các bạn? Nó phải đọc là iru. Đây, iru nhá. Iru này. Đó, là cần thiết. Số 3 là chữ tất. Đúng rồi, chữ tất sẽ đọc là kanara trong từ kanarazu. Chúng ta lựa chọn phương án số 3. Câu 4. Phương án số 4 đây là chữ gì mọi người? Đây là chữ trực. Chữ trực này nếu mà âm kunyomi phải là gì nhỉ? Phải là nao. Ví dụ trong từ nao ru là được sửa khỏi, được sửa lành này, được chữa lành này. Hay là trong từ nao sự. Là tha động từ của từ nao ru. Chúng ta có cái chữ tất này nếu mà ghép âm ấy nó đọc là hitsu, ví dụ các bạn đọc là từ hitsuyo. Đấy, hitsuyo có nghĩa là tất yếu, cần thiết. Câu số 13. Watashi no gakko wa seifuku ga arimasen. Trường của tôi ấy, thì không có cái seifuku. Cái seifuku là cái gì đây? Seifuku là đồng phục. Vậy nó sẽ là chữ nào? Câu số 1 này. Câu số 1 là chữ thanh và chữ y, không phải. Câu số 2 là chữ chế và chữ y, không đúng nhá. Câu số 3 là chữ thanh và chữ phục, không chính xác. Đúng, đây phải là 4. Chữ Hán là chữ chế và chữ phục. Đấy. Chế phục kiểu như là chế trong từ cưỡng chế. Hay là kiểu như là chế độ thể chế đấy. Còn từ phục này là quần áo. Quần áo theo cái gì nhỉ? Theo một cái chế độ nhất định, theo một cái kiểu nhất định, theo một cái mang tính chất hơi bắt buộc nhất định thì nó mà chính là đồng phục. Câu số 14 này. Sagashiteita yakkyoku ga yatto mitsukarimashita. Chúng ta có từ gạch chân là yakkyoku. Đấy, cái gì đó mà tôi tìm kiếm ấy, cuối cùng tôi đã tìm ra. Chúng ta cùng xem nhé. Từ đầu tiên là chữ dược và chữ cục. Đúng rồi. Yakkyoku ở đây có nghĩa là hiệu thuốc. Chính xác ở đây là một. Số 2 là dược và khúc, không phải. Số 3 là lạc và cục, không đúng. Số 4 là lạc và khúc, nhạc khúc. Cái này thì từ này có tồn tại, từ số 4 này có tồn tại, nhưng từ này nếu đọc ấy nó phải đọc là Gakkyoku chứ không phải là Yakkyoku như thế này, nên là chúng ta sẽ không lựa chọn. Đúng ở đây phải là số 1 là Yakkyoku, là hiệu thuốc. Cái chữ dược của chúng ta ấy nó sẽ đọc âm kunyomi là kusuri, có nghĩa là thuốc. Âm ghép đọc là yaku. Chữ cục đọc là kyoku. Các bạn biết trong các từ, ví dụ như là trong từ gì nhỉ? Cái kyoku, kết cục. Đấy. Hay là trong từ
kiểu cư mềm, cục diện, vân vân. Rồi chúng ta sang tiếp môn đai số 3, đó là môn đai về từ vựng. Chúng ta cần tìm từ phù hợp để điền vào. Câu số 15 này. Ame ga futte kimashita ga, watashi no ie wa chikai no de, kasa ga nakute mo nanani desu. Mặc dù trời đã mưa, thế nhưng mà bởi vì tôi ở nhà gần, đấy, nhà tôi ở gần, cho nên là không cần ô, tôi vẫn làm sao đó. Một, heki là bình thản, không sao, bình thường. Hai là anzen là an toàn. Số 3 là seijo là chữ Hán là chữ chính và chữ thường, mà nghĩa là bình thường. Số 4 là juven là đầy đủ, thỏa mãn. Các bạn sẽ thấy là có khá là nhiều cái đáp án nó gây nhiễu nhiễu đúng không? Nhưng mà chúng ta thử xem nhé. Từ đầu tiên juven thì chắc chắn là loại này, không phải đủ hay thỏa mãn. An toàn ấy, an toàn đây kiểu như là đối nghĩa với lại nguy hiểm, nó phải liên quan đến tính mạng hay gì gì đó cơ. Chứ còn mưa ướt không có ô này thì không ai nói là an toàn cả. Vấn đề đây là số 1 là bình thường hay số 3 là từ seijo này là bình thường. Thì từ số 3 này này, cái từ bình thường này này, nó dùng cho kiểu như là máy móc hoạt động một cách bình thường, không có biến gì cả. Đấy thì người ta dùng. Còn cái kiểu như là tôi có thì cũng môn day night, không có thì cũng không có vấn đề gì cả. Kiểu vậy, nó giống từ dai vự thì sẽ phải là từ heki. Đấy. Ta phải lựa chọn phương án số 1 nhá. Từ heki thì chúng ta có thể hiểu như kiểu như là bình thản đúng không? Nhưng mà ngoài ra nó thì còn nó còn có nghĩa là không sao, không có vấn đề gì. Đúng, đây phải là số 1 dựa vào cái ngữ nghĩa của câu. Đó là gì? Đó là trời mưa nhưng nhà gần đúng nhỉ? Không có ô thì vẫn ok, vẫn không sao hết. Câu số 16 này. Shigoto de tsukarete iru toki wa yuuhan o tsukuru no ga nanani no de gaishoku suru koto ga oi. Lúc mà tôi mệt mỏi vì công việc ấy, thì bởi vì cái việc nấu cơm tối nó làm sao đó cho nên là tôi ăn ngoài nhiều. Chúng ta thử xem nhá. Người ta có bối cảnh là mệt mỏi này. Cái việc nấu cơm tối nó làm sao đó khiến người ta ăn ngoài. Chúng ta cùng xem từ nào là phù hợp. Số 1 là Darashinai. Darashinai nó là luộm thuộm cầu thả. Nó dùng cho cái kiểu lối sống mà không khoa học, rồi thì vứt bừa bãi kiểu thế. Đây không đúng trong cái bối cảnh là cái việc nấu cơm như này đúng không? Loại. Số 2 chúng ta có từ Mendokusai. Mendokusai là phiền phức. Đấy. Phiền phức rồi thì ngại làm cái đó. Thì sao? Đây đúng là số 2. Mendokusai. Từ số 3, Kuwashi. Kuwashi, người ta có thể, người ta hay viết ở dạng chữ Hán. Chữ Hán là chữ tường, có nghĩa là chi tiết hoặc là tỉ mỉ, không phải. Số 4 là Nikurashi. Nikurashi có nghĩa là đáng ghét. Đáng ghét nhưng mà nó dùng cho kiểu như là cái đối tượng, cái người nào đó hoặc là một hành vi, một thái độ nào đó mình không thích, chứ không phải là cái việc nấu cơm này mình gì nhỉ? Mình dùng cái từ Nikurashi này nó rất là buồn cười. Đây mình chỉ dùng là nó phiền phức, nó ngại, nó tốn thời gian vân vân thì mình dùng nhá. Câu số 17 này. Yubewa hotondo nete inai no de kyo wa nemukute nando mo nanani ga dete shimau. Đêm qua ấy thì tôi không có ngủ được mấy, vì vậy hôm nay tôi buồn ngủ và nhiều lần tôi làm sao đấy. Đấy, chúng ta cần tìm một cái danh từ thì chúng ta dựa vào cái ngữ cảnh đó là gì đây nhỉ? Hôm qua không ngủ được và hôm nay buồn ngủ thì chúng ta thử cùng xem cái từ nào phù hợp nha. Từ đầu tiên, shakuri. Shakuri có nghĩa là nấc. Nấc không phải đúng không? Số 2 là kushami là hát hơi. Thông thường hát hơi thì thường liên quan đến kiểu như là cúm, không phải. Seki là ho, akubi là ngáp. Đúng, đây phải là số 4. Akubi. Tôi buồn ngủ nên tôi ngáp nhiều lần. Câu số 18. Watashi no kuni no shakai mondai という nanani de report を書くことになった。Tôi đã được quyết định là viết một cái bản báo cáo với cái gì đó là vấn đề xã hội ở đất nước tôi. Đây là một câu hỏi về katakana. Các bạn cùng xem các từ này. Từ số 1, design. Design là thiết kế. Không, thiết kế này thông thường dùng cho thiết kế thời trang, đúng không nhỉ? Hay là thiết kế sản phẩm, thiết kế nội thất, chứ người ta không dùng cho kiểu kiểu này nhá. Thema là chủ đề, đúng rồi. Chủ đề.
Sign là ký tên hoặc là dấu hiệu, không phải. Tư tự là luật lệ, không chính xác. Với cái bối cảnh là báo cáo và có tên như thế này thì phù hợp nhất phải là tema, chủ đề. Câu 19. Kono kisetsu wa hiru to yoru no kiyon no nani ga oki? Cái mùa này ấy, thì cái gì đó về nhiệt độ giữa buổi trưa và buổi tối và ban đêm, ban ngày và ban đêm đấy, nó lớn. Chúng ta thấy là có gì đây? Có cái gì đó về nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm, chúng ta hiểu ngay là cái sự chênh lệch. Vậy thì chúng ta tìm một từ mang nghĩa là chênh lệch là được. Một chữ đai, chữ đây là chữ đài, có nghĩa là bục, bệ. Cái bục, cái bệ để đứng lên đấy, không phải. Số 2 là chữ đăng, chữ đoạn có nghĩa là cái bậc, ví dụ bậc cầu thang, không phải. Số 3 là sợ là chữ sai, có nghĩa là chênh lệch, cách biệt, đúng rồi. Cái sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm nhá. Đúng, đây phải là số 3. Câu số 4 là đế sự là hàng, ví dụ xếp hàng, hàng lối, không đúng. Tiếp theo câu số 20. Nanani shite kagi o kakenai de ie o dete shimatta. Tôi làm sao đó, tôi không khóa cửa mà tôi ra khỏi nhà. Đây người ta đều cho các phó từ, các bạn xem này. Từ đầu tiên là hakari, à xin lỗi, hakiri. Hakiri là rõ ràng, nó đi với lại những cái, nó đi với lại những cái động từ diễn tả cái nhận thức, ví dụ hakiri oboeru, nhớ rõ, hay là hakiri iu, nói rõ, vân vân. Không phải. Shikari là chắc chắn, nghiêm chỉnh, nó dùng để diễn tả cái việc làm gì đó một cách bài bản. Đấy, chuyên tâm, nghiêm túc, không phải nhá. Câu số 3 là pitari là vừa khít vừa vặn. Và ukari là lỡ, lơ đễnh, thì chắc chắn đúng ở đây phải là số 4. Tôi lơ đễnh. Đấy, tôi lỡ làm điều đó. Và cái dấu hiệu đây ấy, ngoài cái dịch nghĩa ra thì nó còn có cái ngữ pháp teshimahu rất là hay dùng với lại ukari, lỡ làm gì đó mất rồi. Tiếp theo câu số 21. Mada kuseki ga skoshi aru no de ima nara yoyaku wa nanani desu. Chúng ta cùng xem này. Người ta nói nhá, bởi vì vẫn còn một vài cái kuseki. Kuseki này có nghĩa là ghế trống. Bởi vì vẫn còn một vài ghế trống cho nên là nếu bây giờ ấy đặt trước thì làm sao đấy? Bối cảnh ở đây là gì các bạn? Là còn ghế trống đúng không? Thì việc đặt trước là làm sao? Câu số 1, Kanzen. Kanzen Hán tự là hoàn và toàn, có nghĩa là hoàn toàn hoặc hoàn hảo. Không phải. Muda là vô ích, lãng phí. Kano là có thể, có khả năng. Và 4 là Byodo là bình đẳng, thì chắc chắn hợp lý nhất về nghĩa đây phải là số 3. Còn ghế trống thì có thể, có khả năng đặt trước. Câu số 22. Watashi no pasokon wa furui no de nanani ga osoi desu. Cái máy tính của tôi thì cũ nên là cái gì đó nó chậm. Nào chúng ta cùng xem, máy tính của tôi cũ thì cái gì chậm nhá. Thứ nhất, kodo. Kodo là hành động. Hành động này nói là hành động của con người, đúng nhỉ? Hoặc là hành động của động vật, chứ không nói là của cái máy móc như máy tính nên là loại này. Số 2, katsudo. Katsudo là hoạt động. Cái câu này ấy, nếu các bạn chỉ dịch sang nghĩa tiếng Việt ấy, các bạn sẽ chọn 2. Đấy, các bạn nghĩ là hoạt động chậm dùng cho máy móc được. Nhưng mà cái từ katsudo này tương tự nó cũng dùng cho hoạt động của con người, hoạt động tình nguyện, hoạt động ở trong sự kiện gì gì đó thôi, chứ không phải là dùng cho máy móc loại nhé. Câu số 3 này, đô sở. Đô sở Hán tự là động và tác. Hán tự là động tác, nhưng mà trong tiếng Nhật ấy, khi dịch sang tiếng Việt từ này nó chúng ta sẽ dịch là hoạt động hoặc là thao tác. Máy tính của tôi bởi vì nó cũ nên là cái thao tác nó rất là chậm. Đúng rồi. Sam bằng là chính xác. Chẳng hạn như là nếu như máy mới này, di chuột này nó sẽ nhanh nhanh như thế này, nhưng mà cái máy cũ chẳng hạn chúng ta muốn di chuột nó sẽ chậm 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 kiểu kiểu như thế này. Đó thì người ta gọi là đô sợ gà ồ sôi. Câu số 4 là undo. Undo là vận động. Vận động này có thể là luyện tập thể dục thể thao hoặc là cái cuộc vận động. Sai. Câu số 23. Đại sư nó sẽ mê cài và kêu nó Junichi ga moshikomi no nani da. Chúng ta cùng xem này. Cái buổi hướng dẫn tuần sau ấy thì 12 giờ ngày hôm nay nó là gì đó của đăng ký, thì chúng ta sẽ hiểu là nó là cái hạn đăng ký đúng không? Nó là cái hạn chót đăng ký đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem cái từ nào mang nghĩa như vậy nhé. Từ đầu tiên là kigen, Hán tự là kỳ hạn. Đúng rồi. Chọn được luôn phương án số 1. Nó xuất hiện chữ hạn này có nghĩa đấy là hạn. Số 2 là kỳ cần. Kỳ cần là
kỳ và gian, từ này có nghĩa là thời gian, nó diễn tả một khoảng thời gian, nó khá là giống từ gì cần. Câu số 3 là nitte là lịch trình. Không phải, lịch trình đăng ký không ai cố định vào một cái giờ như này đúng không? Và nichijo là ngày thường, ngày bình thường. Không chính xác. Câu số 24, các bạn thấy là một câu về tính từ. Gaikoku de seikatsu suru no wa tanoshii ga tokidoki kuni no ryori ga nanan ni naru. Cái việc mà sống ở nước ngoài thì vui, thế nhưng mà đôi khi sẽ trở nên cái gì đó, những món ăn ở trong nước. Chúng ta sẽ hiểu là sẽ trở nên nhớ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xem từ nào. Từ đầu tiên này, koishiku. Đúng rồi, tính từ gốc là koishi, có nghĩa là nhớ nhung, lưu luyến. Đúng, đây là một. Với hinto là nhớ món ăn trong nước. Câu số 2, shitashiku. Tính từ gốc là shitashi, có nghĩa là thân thiết. Nó dùng để diễn tả mối quan hệ bạn bè khăng khít, thân thiết với nhau ấy. Không chính xác, dùng cho món ăn. Câu số 3, kurushiku. Tính từ gốc là kurushi, có nghĩa là khổ cực, cay đắng. Không phải, dùng cho kiểu như là cuộc sống, cuộc đời. Câu số 4 là mazushiku. Mazushi tính từ gốc có nghĩa là nghèo. Không chính xác. Câu cuối cùng của môn đai số 3. Oto wa, oto to wa, sanen kan gì đó, kara kekkon shimashita. Với chồng tôi ấy, thì sau 3 năm gì đấy, tôi đã kết hôn. Thì chúng ta có thể hiểu ngay là sau 3 năm hẹn hò đúng không? Đấy, sau 3 năm gọi là tìm hiểu. Thì chúng ta sẽ dùng từ nào bạn nghĩ như thế nhé. Từ đầu tiên này, tori kakonde. Tori kakonde động từ gốc là tori kakomu, có nghĩa là bao vây, vây quanh. Không phải. Hikiukete động từ gốc là hikiukeru, có nghĩa là đảm nhận. Nó dùng cho kiểu công việc. Shigoto hikiukeru là đảm nhận công việc. Không chính xác. Số 3 là omoi. Omoi tsuite động từ gốc là omoi tsuku là nảy ra. Chẳng như là idea o omoi tsuku là nảy ra ý tưởng. Nó không dùng cho kiểu như hẹn hò như này. Đúng, đây phải là số 4, một từ rất quen thuộc với chúng ta rồi. Tsukiatte động từ gốc là tsukiau, là hẹn hò, kết giao, chơi cùng. Với chồng tôi thì sau 3 năm hẹn hò, chúng tôi đã kết hôn với nhau. Chúng ta sang môn đai 4, đó là môn đai về từ đồng nghĩa. Câu 26 này. Sono heya ni aru kagu no saizu wo kiite mite kudasai. Hãy thử gì nhỉ? Hãy thử hỏi cái size. Chúng ta biết là size có nghĩa là cái kích cỡ đúng không? Hãy thử hỏi cái kích cỡ của những cái đồ nội thất ở trong căn phòng đó. Vậy thì từ nào mang nghĩa là kích cỡ? Một là omosa, có nghĩa là cái độ lớn. À xin lỗi, không phải độ lớn mà cái trọng lượng. Không phải trọng lượng đúng không? Cái kích cỡ nó liên quan đến độ lớn, độ to, độ nhỏ cơ. Số 2 là kazu, là con số, số lượng. Không phải. Số 3 là katachi, có nghĩa là hình dáng. Không chính xác, đúng đây phải là 4. Okisa có nghĩa độ lớn. Câu số 27. Kono bubu wo anki shite kudasai. Từ anki có nghĩa là ghi nhớ. Hãy ghi nhớ cái phần này. Đấy, chúng ta cùng xem từ nào mà nghĩa là ghi nhớ nhá. Yonde là đọc này. Kaite là viết này. Oboete là nhớ này. Oshiete là dạy này, chỉ này. Đúng đây phải là số 3. Chúng ta cùng xem câu số 28. Ito san wa sakana wo ryori suru no ga toki na yo da. Lại là một tính từ rất là quen thuộc ở trong chương trình Mimikara. Anh chị Ito ấy thì hình như là rất là gì nhỉ? Toki có nghĩa là rất là giỏi nấu món cá. Vậy từ nào mà nghĩa là giỏi? Số 1 là không thích lắm. Cái từ toki là giỏi hay là không giỏi chứ không phải là thích hay là không thích, nên là loại 1. Số 2 là không giỏi lắm. Cái này phải dùng từ nigate mới là đồng nghĩa với 2 đúng không? Số 3 là totemo suki, không phải suki nhá. Vậy thì đúng phải là 4. Totemo jozu na, rất là giỏi. Tiếp theo, câu số 29. Dare ni demo kette wa aru to omou. Tôi nghĩ là ở ai chăng nữa cũng đều có cái kết tên. Kết tên là khuyết và điểm, nghĩa giống như vậy luôn. Thì cái khuyết điểm sẽ là gì? Sẽ là điểm xấu, điểm không tốt. Tsumaranai tokoro là cái điểm mà nhàm chán, không thú vị. Không phải, mặc dù đây là một điểm không tốt thật, nhưng nó không đồng nghĩa với lại kệt tên nhá. Số 2 là yokunai tokoro là cái điểm không tốt. Chính xác, đúng không? Đúng, đây là số 2. Hoặc là warui tokoro đấy. Số 3 là machigaeru tokoro là cái điểm mà sai. Không phải. 4 là wasureru tokoro là cái điểm mà quên. Cái chỗ mà quên, không phải. Câu số 30.
そんなに、怒鳴らないでください。Người ta không viết ở dưới dạng Hán tự, bởi vì nếu viết Hán tự có thể các bạn sẽ biết. Này, viết Hán tự nó sẽ là như thế này. Nó ghép bởi chữ gì nhỉ? Nó ghép bởi chữ nộ. Này, chữ nộ này có nghĩa là phẫn nộ, tức giận. Đây là naru, là kêu. Vậy thì ghép với nhau tạo ra động từ gốc là donaru, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là nổi giận, lớn tiếng. Đấy, kiểu như là không phải chỉ sắc mặt, không phải là chỉ sắc mặt khó chịu, sắc mặt nổi giận thể hiện thông qua khuôn mặt, hay là nói những cái lời không hay mà nói một cách giọng điệu bình thường, mà đây là gì nhỉ? Nói rất là to, đấy, quát lớn lên thể hiện cái cơn thịnh nộ ấy, thì người ta dùng cái động từ này nhá. Thì chúng ta sẽ phải dùng với cái nghĩa nào? Số 1 này, ogoe de, đúng rồi. Ogoe de, okoranai de, có nghĩa là nổi giận với giọng gì đây nhỉ? Với giọng lớn, chính xác. Câu số 2 đó là gì đấy? Đó là siyoku osanai de, có nghĩa là gì nhỉ? Không ấn, không đẩy mạnh, không phải. Không ăn nhiều và không đi bộ nhanh, không chính xác. Đúng, đây phải là số 1. Chúng ta sang môn đai cuối cùng, môn đai số 3, số 5. Phần cách dùng từ. Câu 31, người ta cho chữ Hán là chữ tiến và chữ bộ. Từ này đọc là simple, tiến bộ. Từ này nó dùng cho cái gì các bạn? Cái từ này nó dùng cho học tập nhá. Đấy, nó dùng cho học tập này, nó dùng cho kỹ năng này, nó dùng cho kỹ thuật này. Những cái từ mà đi kèm với cái chữ, đi kèm với lại từ simple này, thông thường ví dụ nó sẽ là gakushu, liên quan đến học tập này. Nó liên quan đến ví dụ Nihongo, tiếng Nhật này. Liên quan đến kaiwa, liên quan đến cái skill là kỹ năng. Rồi thì gijutsu, kỹ thuật. Chúng ta cùng xem cái từ nào phù hợp. Câu 1. Câu 1 người ta nói gì đấy? Cái công ty này ấy, thì một mình giám đốc là người khởi xướng, là người bắt đầu. Nhưng mà bây giờ ấy, nó đã tiến bộ thành một công ty lớn. Không ai nói là nó đã tiến bộ thành một công ty lớn. Nó làm sao? Nó phát triển đúng không? Xê chồ thì mới đúng. Câu số 2 này, kỹ thuật tiến bộ và cuộc sống của con người trở nên tiện lợi, đúng rồi. Như bằng chính xác. Với hin tộ ở đây là từ gijutsu đi kèm. Câu số 3, bệnh khỏi và cái sự thèm ăn ấy nó cũng dần dần tiến bộ. Không nói như thế. Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta không có thèm ăn gì cả. Nhưng mà khi chúng ta khỏi thì dần dần chúng ta có lại được cảm giác thèm ăn, thì dùng từ hồi phục mới đúng các bạn nhé. Cai phục. Câu số 4 này, cái tiền tiền nhà tiến bộ, không ai nói là cái tiền thuê nhà tiến bộ đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ gì? Nó chúng ta phải dùng từ agaru. Tiền thuê nhà của cái apartment của căn hộ nó tăng lên. Agatte. Nghe nói là từ năm sau ấy tăng lên 5 5.000 yên, 5 sen. Tiếp theo câu số 32, một cái động từ phức. Hanashikakeru. Hanashikakeru có nghĩa là bắt chuyện, chủ động mở lời nói chuyện với một ai đấy. Chúng ta cùng xem cái câu nào phù hợp này. Câu 1 này. Hôm qua ở ga ấy thì tôi đã được một du khách, một người tham quan, họ bắt chuyện bằng tiếng Anh. Đúng rồi. Chính xác là một luôn các bạn nhé. Với dấu hiệu là gì đấy? Được ai đó bắt chuyện. Này. Câu số 2 này. Cái gì nhỉ? Cái Ikisaki đây giống như là từ Mokutekichi, có nghĩa là cái điểm đến ấy. Cái điểm đến của chuyến du lịch sắp tới. Thì sau khi bắt chuyện với gia đình, tôi sẽ quyết định. Không ai nói như vậy. Sau khi làm sao? Sau khi trao đổi thảo luận đúng không? Phải dùng từ Hanashi au, Hanashi atte, hoặc có thể dùng từ sodan, sodan shite. Tiếp theo câu số 3. Bởi vì có phải là dùng từ Hanashi kakeru đi với từ name phía trước không? Chắc chắn là không đúng rồi. Với từ name ấy, chúng ta phải dùng từ gì các bạn? Phải dùng từ yobu. Yobu, gọi. Vì tôi sẽ gọi tên, cho nên cái người mà được gọi ấy thì hãy giơ tay. Đúng, đây phải là số 1 rồi.
nhưng mà những câu còn lại chúng ta sửa để xem nó sai như nào. Câu 4 này, tôi gì nhỉ, tôi tặng quà lưu niệm đấy, tôi tặng cái sản vật địa phương cho senpai và được bắt chuyện cái lời cảm ơn, chắc chắn là sai rồi. Cái này phải là được làm sao, được nói từ ode, người ta hay dùng là odeo iu, vậy thì phải đây là odeo iwaremashita mới đúng. Câu số 33, đây là chữ giao và chữ lưu, đọc là koryu. Từ koryu có nghĩa là giao lưu, nghĩa của nó giống hệt như tiếng Việt của mình như vậy. Chúng ta cùng xem nhá. Hai màu này giao lưu thì sẽ tạo ra màu pink cự màu hồng, rất đẹp. Không phải, không ai nói hai màu giao lưu cả, hai màu này làm sao trộn với nhau đúng không? Magenta. Các bạn có biết màu gì với màu gì trộn với nhau mà ra màu hồng không? Là màu đỏ với màu trắng. Câu số 2 này, このドレッシングは野菜と交流すると美味しいですね。Cái nước sốt này nếu như giao lưu với rau thì sẽ rất là ngon. Cậu phải nói như vậy đúng không? Cái này là nếu như trộn. Mà dê rự nhá, tha động từ của mà ra rự. Câu 3, trường của con trai tôi hình như có nhiều cơ hội giao lưu với người nước ngoài. Đúng rồi, chúng ta thấy ngay cái hint tội là giao lưu với ai đó đúng nhỉ? Đúng, đây phải là 3. Câu 4 này, この引き出しには兄のものと私のものが交流している。Ở trong ngăn kéo này thì đồ của tôi và đồ của anh tôi nó đang giao lưu, nó đang lẫn vào nhau. Cái này phải dùng từ majate. Mà thông thường đồ đạc thì chúng ta có thể phân biệt được ra, chúng ta dùng chữ giao. Còn nếu mà không không phân biệt trộn lẫn với nhau mà không tách được ra ấy, thì dùng chữ hỗn này nha. Tiếp theo chúng ta sang câu số 34. Dư tai, cái từ này là cái từ mà quá quen thuộc, người ta hỏi rất nhiều lần ở trong các phần thi N3 rồi. Dư tai có nghĩa là tắc nghẽn, dùng cho giao thông. Câu 1 này, cái việc thi công ngôi nhà mới bị tắc nghẽn, cho nên là tôi chưa có chuyển nhà được. Không ai nói cái việc thi công tắc nghẽn cả. Việc thi công các bạn có dùng từ okurete nha, bị chậm. Hoặc là một từ cao cấp hơn sau này chúng ta học ở cấp N2, N1 sẽ gặp, đấy là từ tê tai. Hán tự là chữ đình và chữ trệ thì sẽ dùng được. Câu số 2, thấy có từ mì chi đúng không? Chắc chắn là mì chi là sẽ là cái hiện tội để chúng ta lựa chọn đáp án đúng cho câu này. Nhi bằng Jiko de Michi ga jiu tai shite ita no de chikoku shimasu shite shimashita. Có nghĩa là bởi vì tai nạn đúng nhỉ, vì sự cố mà đường bị tắc nghẽn cho nên là tôi đã đến muộn. Câu số 3, gần đây công việc bận cho nên là stress của tôi nó tắc nghẽn. Chúng ta phải dùng là stress nó làm sao, nó tích tụ đúng không? Tamate. Câu số 4 này, cái mặt hàng này không có bán được mấy, vì vậy nó đang tắc nghẽn ở trong kho. Không ai nói vậy, nó đang làm sao, nó cũng đang tích tụ chồng đống ở trong kho. Tamate. Tiếp theo câu số 35, câu cuối cùng của chúng ta, Nico Nico. Nico Nico là một cái từ láy, nó là gì nhỉ, nó diễn tả cái việc mà vui vẻ cười đúng không, đấy cười tủm tỉm. Chúng ta cùng xem nhá. Gasolin ga sukunaku natte, cái gì nhỉ, cái xăng nó bị ít đi và sao, và ô tô ấy có vẻ như là giữa chừng nó sẽ bị gọi là bị dừng lại, bị không chạy được, cho nên tôi đã rất là mỉm cười, tôi đã rất là toe toét tủm tỉm. Không phải, phải là hara hara, tôi rất là lo lắng sốt ruột. Câu số 2, khi mà hát ở trước nhiều người ấy, vì căng thẳng cho nên là ngực tôi, phải là ngực tôi đập thình thịch đúng không? Chống ngực đập thình thịch dùng từ doki doki. Câu số 3 này, từ hôm qua thì tình trạng gì nhỉ? Tình trạng cơ thể tôi cảm thấy không tốt và sáng nay đầu tôi cũng, đây phải là đầu tôi làm sao? Đầu tôi đau đúng không nhỉ? Đấy, đầu tôi đau phải dùng từ gang gang, chứ không thể dùng từ Nico Nico được. Vậy thì đúng đây phải là 4. Khi mà nhìn thấy chúng tôi đang chơi ấy,
Bà tôi đã cười đúng nhở, tủm tỉm với vẻ rất là vui. Đấy, chính xác nhá. Với dấu hiệu là ureshi số ni diễn tả cái nụ cười của một người thì chúng ta lựa chọn phương án đúng là phương án số 4. Thì đó là cái phần chữa đề thi này, đề thi tháng 7 năm 2023. Các bạn hãy xem lại thật kỹ, ghi chú vào những cái phần mà các bạn còn đang sai để tìm ra được cái giải pháp cho các bạn. Đồng thời nếu các bạn cảm thấy là các bạn cần người đi cùng các bạn, cần người đồng hành cùng các bạn ấy, các bạn có thể liên hệ với CNC. Chúng ta sẽ tham gia cùng nhau vào lớp học Zoom trực tuyến. Còn nếu không thì các bạn có thể tiếp tục theo dõi các video ở trên kênh YouTube Anh CNC cũng như là trên fanpage Anh CNC. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sắp tới.